Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay đi uống cà phê thì gặp ông bạn luôn tiện hai anh em ngồi đối nhau một câu đố rất là vui. Đây là mình sử dụng một cái cốc nước trà nhé các bạn. Đấy. Rồi mình để trên đây là cái phin cà phê đang còn cà phê luôn nè. Đấy, sau đó mình sẽ cắm một cái diêm nhá vào trong cái phin cà phê này, cắm sâu như vậy đó. Sau đó mình sẽ úp cái ly lên. Úp cái ly lên. Đây. Mình đố các bạn này và đố ông bạn anh luôn là làm sao đốt được cái diêm nó cháy mà không được nhích cái ly ra. Đấy. Rồi. Làm sao để đốt được cháy được cái diêm đúng không? Đúng rồi, đốt cháy cái diêm trong này nha. Cháy cái diêm. Dù như em nên nhấc cái này lên được không? Không, ai cho nhớ, cái này phải để im nè, để cố định mà. Phải để cố định một chỗ Đúng hả? rồi. Đấy. Để em thử dùng cách này coi. Đốt đi. Dù như em đốt một vòng vòng cho nó cháy rồi cho Thì em nó cứ làm thử lên. đi. Thử là biết à. Quẹt này không được. Các bạn có thể tự suy nghĩ cái cách giải của bạn nha, xem như thế nào. Mình mà suy nghĩ thì rất là hay các bạn, cảm giác cũng rất là tuyệt vời. Diêm này không cháy. Đó, cháy không cháy? Không được luôn. Hay là mình dùng cái tuyệt chiêu của anh Bình được không? Chiêu gì? Chiêu dùng đèn khò. Đèn khò sao được? Em biết không, cái đèn khò nếu mà em khò vô đây á, đưa vào cái là ly nó nổ ngay. Mà nếu mà em khò lâu á thì biết sao không? Cái hơi khò để đủ hơi nóng mà cháy cái diêm á, thì hơi nước trong này này, hơi nước trong cái cà phê này nó bốc lên thì làm dịu cái diêm mất tiêu rồi. Thấy chưa? Cái câu này nan giải ghê ta. Là dùng cái cách lúc trước người ta hay dùng cái kíp nổ Kiếp trong gì? trong một cái dây dẫn từ bên dưới nó dẫn lên, nó dẫn lên Kiếp bây giờ anh đã để sẵn này rồi mà. không được thay đổi gì hết Đúng luôn. rồi, để sẵn này rồi mà. Để sẵn vậy luôn á. Này thành vậy không được dịch chuyển, không được Ờ. dời, không được dịch chuyển gì Đúng hết. rồi. Không được xê dịch luôn. Chứ em xê dịch em bưng đi lò nướng, bỏ lò nướng đốt rồi. Vẫn đổ nước này đi, cách này đi đâu được. Đúng không? Đấy. Sao? Đắm chiêu thế. Bây giờ nếu mà thắng đại em 10 chầu cà phê, còn thua Ngon vậy. cà phê ôm luôn. Ui, cà phê này đắng lắm. Mình không phải dẫn anh đi lại. Các bạn có thể tự suy nghĩ cái giải của bạn xem sao nhé. Này đố trí Này khó á, này khó hơn cả việc chuyển cái viên bi vào trong chén của anh. đủ biết luôn ta. Em là fan cứng mà. Ok quá ta. Thôi bây giờ chắc anh Bình giải cho em Thua đúng đi. không? Ok để anh giải Em cho. Bây giờ mình giải luôn nhé các bạn. Thì với cách này á, mình sẽ không bao giờ dùng diêm để đốt đốt cháy bên ngoài được. Đó, còn nếu mà theo như mà dùng đèn khò là không được nhé các bạn. Dùng đèn khò là nó sẽ bị nứt cái ly và cái cà phê này khi mà nó nóng lên nó sẽ bốc hơi làm dịu cái diêm. Đấy, thì nó sẽ có một cách khác. Rồi. Thì trên đời bất cứ việc gì nó cũng sẽ có cái cách. Đấy. Và cách của mình đó nó sẽ dùng đèn laser. Thì mình sẽ tập trung toàn bộ ánh sáng năng lượng của laser chiếu vào của đỉnh cái diêm này, thì ánh sáng nó sẽ rất là nóng, nó sẽ làm cái diêm bốc cháy luôn. Đấy, để lau sạch cái ly tí. Đây. Đầu dài dài nha, không chạm ly nha. Đếm 1 2 3 là cháy thôi. Đây là laser nè các bạn, thấy không? Rồi, chiếu này. 1 1 2 3. Quá ghê. Nghe không? Tuyệt vời không? Thế là thắng cái trò nhậu. Giờ bỏ lại nhé, lại làm cái này nhé các bạn, hai cái diêm luôn đi. Diêm này cháy mạnh ghê lắm. 1 2 3 thấy không, khủng khiếp. Rồi,
bạn thấy tuyệt vời không? Như vậy với câu đố này các bạn có thể đi giải trí với bạn bè rất là hay nha, ăn đủ cà phê. Mình đi đố khi nào thắng nhé. Nay mới chia sẻ lại các bạn. Nếu các bạn thấy clip hay tặng một like nhé. Và nhớ chia sẻ với bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.